Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo bản tin ngày 17 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực của 5 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái. Cụ thể, huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên huyện Mai Sơn, Sốp Cộp của tỉnh Sơn La, các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình, các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai, thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai, các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Trấn, Mù Cang Trải, Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, viện trưởng Viện Địa chất, trong mùa mưa năm nay, các vụ sạt lở đất ảnh hưởng mạnh tới khu vực miền núi Tây Bắc. Về mặt địa chất, phần lớn ở khu vực miền núi phía Bắc được cấu tạo bởi các loại đá cổ bị phong hóa mạnh. Trong lớp vỏ đó thường chứa các khoáng vật sét, vốn thay đổi đặc tính rất mạnh, đặc biệt là trương nở rất lớn khi có nước các khoáng vật nói trên, quyết định đặc tính dễ biến dạng và tan rã của loại đất này. Đặc biệt, khi chịu một đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7, cấu trúc của đất đã bị phá hủy đáng kể. Tiếp theo là các đợt mưa dài ngày liên tiếp vào tháng 8 rồi đầu tháng 9 do ảnh hưởng của bão số 3. Cấu trúc của đất vốn đã bị suy yếu, nay gặp nước thì dễ dàng bão hòa và chảy nhão, dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngày 16 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công điện số 6851CD BNNDD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines hồi 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Lưu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức từ 39 đến 61 km h giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km h để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 15 đến 19, phía đông kinh tuyến 118, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống Thiên tai. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. Bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt, điểm sạt lở ở trên đồi, nhiều hộ dân tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc, thuộc tỉnh Hòa Bình đã được sơ tán di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định, tại đồi cây đa bái rài thuộc xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, xuất hiện hai vết nứt dài khoảng 500-600m mét dọc theo quả đồi. Đường kính các vết nứt có nơi lên tới 1m, sụt lún sâu 1m, nhiều vết nứt rộng và sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Dưới chân đồi có đến 110 hộ nhà dân đang sinh sống, với 539 nhân khẩu gồm 124 người dưới 14 tuổi. Trong đó có đến 50 hộ dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ xảy ra sạt lở. Do đó, lực lượng chức năng địa phương đã huy động trên 30 tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống quanh đồi chủ động di rời khẩn cấp. Trước hết, tham gia sơ tán người và tài sản cho các hộ dân gần nơi sạt lở trước. Đồng thời, đánh dấu, cắm cờ, cắm biển để cảnh báo người dân tại các vị trí sạt lở xuất hiện các vết nứt. Hiện lực lượng chức năng đã di rời được 50 hộ 176 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng cho biết, các cơ quan chức năng vừa vận động 86 hộ dân với khoảng gần 400 nhân khẩu di rời đến nơi ở an toàn sau khi phát hiện khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Theo vị lãnh đạo huyện, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, từ chiều ngày 8 tháng 9 tại thôn Nậm Đét xuất hiện vết nứt rộng khoảng 1,5m, trượt dài 350m ở dưới sườn núi cao cạnh khu vực 86 hộ dân đang sinh sống. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Đét thông báo và di dời khẩn cấp các hộ tới vị trí an toàn. Từ ngày 9 tháng 9, các hộ được bố trí sang khu lán tạm tại thôn Nậm Cài hoặc ở nhờ nhà người thân. Người dân đang chờ cơ quan chức năng khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm, mức độ sạt lở. Nếu đảm bảo an toàn, địa phương mới cho người dân trở về. Nếu không đảm bảo, có thể địa phương phải làm khu dân cư mới cho các hộ ở khu vực nguy hiểm ngày 16 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 96 của Thủ tướng về việc khẩn trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công điện nêu rõ, ngày 9 tháng 9, mực nước trên sông Hồng dâng cao làm sập nhịp cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân và làm đứt gãy giao thông trên tuyến quốc lộ 32C. Thủ tướng đã có công điện số 89 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập cầu và bảo đảm hoạt động giao thông an toàn trong mùa mưa lũ, nhất là tại khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ. Để nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 32C và khu vực huyện Tam Nông, huyện Lâm Thao, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngay nghiên cứu, khảo sát hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C. Người đứng đầu chính phủ lưu ý việc xây dựng cầu bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày mùng 1 tháng 10. Thủ tướng giao bộ trưởng các bộ, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, tài chính chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn tỉnh Phú Thọ để hoàn thiện sớm nhất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, cân đối, bố trí nguồn vốn báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ trên diện rộng các tỉnh phía Bắc, ngày mùng 9 tháng 9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, bị cuốn trôi trụ và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo và giao tỉnh triển khai các thủ tục đầu tư hai công trình gồm xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng, gia cố nâng cấp đoạn đê kè sung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả hữu sông Thao với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề xuất trên nhằm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với tỉnh hôm 12 tháng 9. Đồng thời, việc đầu tư hai công trình nêu trên nhằm tạo điều kiện giúp tỉnh Phú Thọ khẩn trương khắc phục, đảm bảo lưu thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 32C, đáp ứng yêu cầu chống lũ, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai. Mới đây, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9, thiếu tá Trần Đông, trưởng công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã tử vong trong ca trực tại cơ quan. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã báo cáo sự việc đến cấp có thẩm quyền. Sự việc đang được công an tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ông Thư cho biết, thời gian qua, ông Trần Đông liên tục túc trực phòng chống bão lũ. Đến sáng 15 tháng 9, đồng nghiệp phát hiện ông Đông qua đời tại phòng nghỉ của cơ quan. Ông Trần Ngọc Thư cho biết, thiếu tá Trần Đông được xác định tử vong do đột quỵ trong lúc trực khắc phục hậu quả bão. Cũng theo ông Thư, sau những ngày phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả, thiếu tá Trần Đông có thể bị mệt mỏi, sức khỏe bị ảnh hưởng nên dẫn đến đột quỵ. Ông Thư cho hay, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, địa bàn huyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề, sạt lở đã khiến 3 người thiệt mạng. Trên địa bàn xã Vân Hội không ghi nhận thương vong, sạt lở nhưng cũng bị ngập trong nước. Lực lượng công an phải duy trì 100% quân số để hỗ trợ người dân di rời tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hội đánh giá lực lượng công an cũng khá vất vả, nhất là tuyến đường quốc lộ chạy qua xã Vân Hội lực lượng công an và sở giao thông vận tải tỉnh yên bái luôn phải thường xuyên túc trực xử lý